Shop Venus Nails trong Shopping Center tại vùng Inkerburn, New South Wales cần tuyển thợ tay chân nước, thợ buộc, thợ eyelash extensions. Có thể làm full time hoặc part time đều được, ưu tiên cho người có kinh nghiệm, không có kinh nghiệm sẽ được training. Chỉ cần nhanh nhẹn, siêng năng, chịu khó học hỏi, Lương thỏa thuận theo tay nghề, đóng thuế và super đầy đủ nếu cần. Có sẽ đưa trước quanh vùng Cabramatta, có bonus cho thợ ngày thứ năm, shopping night hết khách được về sớm, nơi làm việc vui vẻ, thoải mái. Những quyền lợi hấp dẫn đầy. Nếu hey, quý vị không nên bỏ qua, hãy nhanh chóng liên hệ chi nguyệt theo số điện thoại công số 1-424-769-999 để ứng tuyển. Chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn đồng hành và theo dõi kênh youtube Tenmedia.network. Quý vị có thể tìm được cho mình một cơ hội việc làm như mong đợi, đó chính là niềm vui và hạnh phúc của chúng tôi. Hãy like, share, subscribe và nhấn biểu tượng chuông để kịp thời đón xem các kỳ phát sóng tiếp theo. Và nếu như quý vị đang cần tìm kiếm dân sự, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 061 488 tám hoặc công số một hoặc có thể gửi email cho chúng tôi qua địa chỉ info@tenmedia.tv thương hiệu Tân Ái cho tạm biệt và hẹn gặp lại.